10 tháng năm 2023, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra trên 62.300 vụ việc, xử lý 44.554 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 410 tỷ đồng. Mặc dù đã tích cực vào cuộc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, song vấn nạn hàng giả, gian lận thương mại, hàng lậu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Các đối tượng chuyển địa bàn hoạt động từ môi trường truyền thống sang môi trường thương mại điện tử. Tại hội thảo nâng cao năng lực phòng chống và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử Việt Nam vừa được tổ chức, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thương mại điện tử phát triển bùng nổ đã và đang tạo ra thách thức cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa. Chống hàng giả trên thương mại điện tử là vấn đề vô cùng quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Bộ Công Thương mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Lực lượng quản lý thị trường xác định chống hàng giả trên thương mại điện tử sẽ là nhiệm vụ chủ chốt của lực lượng để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm. Phải coi mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử là một trận địa, không gian ảo cũng như đời thật, để chủ động đấu tranh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Để đạt được hiệu quả cao nhất, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm giúp Tổng cục cũng như cơ quan liên quan xây dựng hệ thống quản lý không gian mạng, hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ rủi ro cho chuyển đổi số xuyên suốt, thống nhất từ trung ương tới các địa phương để kịp thời xử lý các sự cố, các vụ việc vi phạm.